Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ở video này hôm nay, mình xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cái mẫu thống chế tác họa tiết Lý Ngư Vọng Nguyệt. Và cái điều đặc biệt đó chính là ở cái tác phẩm này thì cái họa tiết được làm theo cái phong cách là đánh khối, tạo khối để giúp cho cái họa tiết của chúng ta nó có cái chiều sâu và cũng như là độ độc đáo, khi mà nhìn vào cảm giác rất là chân thật. Ở đây là một mẫu thống sứ Men Lam được vẽ tay tại Bát Tràng Việt Nam, chất liệu là sứ trắng. Sứ trắng nhé. Và giờ thì mình sẽ quay cận chi tiết vào tác phẩm này để chúng ta có cái nhìn và cảm nhận về cái tác phẩm này theo cái quan điểm của mỗi người nó sẽ như thế nào. Hiện tại thì mình đang quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất nhé. Như chúng ta nhìn thấy ở cái tác phẩm này, nó chính là cái họa tiết này. Họa tiết được chế tác hình ảnh là Lý Ngư Vọng Nguyệt, cá chép trong trăng. Và cá chép ở cái mẫu này được chế tác hình ảnh là cái thân cá chép này dài này. Chúng ta nhìn vào cảm giác như món cá chép ở sông ấy, cá chép sông. Nó không quá béo, cái cơ thể của nó là đầy đặn này, cơ thể của cá nó đầy đặn, nó thon dài. Đấy. Khi mà chúng ta nhìn vào nó như món chép sông ấy, với cái râu này, có râu này, phần lưng đánh khối mạnh này, nhạt dần ra những điểm viền xung quanh này. Khi mà chúng ta nhìn vào nó sẽ có chiều sâu và cảm giác nó sẽ chân thật hơn, thay vì là chỉ vẽ viền xong rồi tô 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 điểm tô điểm tô màu sắc đều nhau. Thì cái này được chế tác rất là hay nhá mọi người, nhìn này, trên phần lưng này xong nhạt dần về hai bên này. Đấy, nhìn vào nó cũng rất có chiều khối, cả phần vây cũng vậy, vây cũng vậy, nhạt dần ở ngoài, thế ở trong sẽ đậm nhé. Rồi đến hình ảnh ông trăng này, bông sen này. Ở đây được chế tác hình ảnh là một cái chữ thọ này, ở trên là trời này, mặt trời nhé, vẽ thủ công bằng tay hết. Có một cái cánh sen rất là to và đang nở ở cái độ đẹp nhất, thì cái chất sứ này là chất sứ xuyên sáng nhé, chất sứ xuyên sáng. Để tạo ra cái thống này thì nguyên liệu sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong không tạp chất, nung ở nhiệt độ 1300 độ C này. Cái này dùng đèn mạnh và soi này là nó sẽ ra được sáng, nhưng bản thân cái điện thoại này nó hơi nhỏ và cái sứ này nó dày, chúng ta có dùng đèn to là soi được. Bản thân là cái đất này là đất sứ trắng xương trong, đất sét trắng xương trong không tạp chất, nung ở nhiệt độ 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra được cái chất sứ nó trắng như thế này. Cái trắng mà mọi người đang nhìn ở đây nó là trắng của đất nhé, khi mà đất này nung ở nhiệt độ cao lên thành sứ rồi. Thì cái cánh hoa sen này nhìn nó thoáng, nhìn nó không bị rối, rất là thoáng. Cá chép này ở bên dưới này, đây là hình ảnh bóng trăng ở dưới nước nhé, hình ảnh bóng trăng ở dưới nước. Đây, tiếp theo này, cái kích thước của cái mẫu này, kích thước nhé, miệng là 59, miệng 59 này, chiều cao của nó rơi vào tầm 54, chiều cao là rơi vào 50, 53 phẩy 5, chiều cao 53 phẩy 5. Thì với cái kích thước này thì sẽ chế tác cái họa tiết nó sẽ ra như thế này. Nếu như mà chúng ta chế tác trên cái thống nhỏ hơn thì cái cảnh của nó có thể là sẽ khác đi rất là nhiều nhá, nó sẽ không giống y hệt được. Thống này thì chúng ta có thể chơi một chiếc cũng được, mà chơi theo cặp cũng ok. Bày một chiếc ở trong nhà, thả đá ngũ sắc vào bên trong, đổ nước vào, vừa là một vật phẩm phong thủy mang cái ý nghĩa tụ tài tụ lộc. Thả đá ngũ sắc vào, thả nước vào bên trong thì rất là đẹp nhé, để ở trong nhà rất là sang trọng với những cái họa tiết chế tác độc đáo vào trên cái thân bình như thế này. Đây, chúng ta nhìn cá chép này, nhìn từ vào phần mắt này, phần thân này, mình sẽ xoay tiếp. Hoa sen thì cũng có nhụy sen phải đang phai tàn nhé, có nụ này, có nhụy này, có hoa nở này, có hoa tàn này, nghĩa là có đầy đủ cái sắc thái ở trên một cái tác phẩm này. Tiếp theo,
Mọi người nếu như mà quan tâm thì vui lòng nhắn tin, gọi điện qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video được tư vấn chi tiết về sản phẩm này. Hình này cá chép đấy nhá, hoa sen, lá sen này. Mình thấy nếu mà điểm nhấn nhất ở cái đây là những cái bông sen được vẽ to và nở rất là mềm. Điểm nhấn nhìn những bông sen này rất là đẹp, nhìn càng lâu sẽ càng thấy đẹp nhé. Sứ nó rất là mộng. Ở trên phần viền này cũng được chế tác những cái họa tiết hoa văn như thế này. Ở dưới chân là hình ảnh những cái đồng tiền xu nhé. Quay các mặt cho mọi người cùng nhìn. Quay hết đầy đủ các mặt. Cả này, khắp phần thân này. Ở đây là chế tác hình ảnh như một cái đầm sen ấy. Một cái đầm sen. Cái thân cá chép nhá, nó vừa phải, nó gọn, không quá to mà cũng không quá nhỏ, nhìn nó sẽ đầy đặn, thể hiện ra sự no đủ đầy đặn. Âm thanh của sứ này nó trong tiếng của nó rất là đanh, cái âm thanh của cái chất sứ trắng này nó rất là đanh và trong tiếng. Và các bác nếu như mà muốn xem tác phẩm thực tế thì có thể về Bát Tràng để xem tác phẩm thực tế. Những chú cá nhỏ này, đầm sen, màu này của nó khá là nhẹ nhàng, nó không quá đậm đà, khá là nhẹ nhàng nhé. Ví dụ như những cái màu nước này nó rất là nhẹ nhàng, màu cái lá nhẹ này nó không quá gắt. Tiếp tục đây, chúng ta nhìn chú cá chép này bên dưới này, thường cái phần bụng này, rãnh này. Đấy, chúng ta nhìn này, và mọi người có thể liên hệ để mình gửi ảnh sản phẩm thực tế nhé, gửi ảnh sản phẩm thực tế. Bởi vì có khi là xem trên video thì nhiều cái tivi của gia đình của chúng ta nó sẽ bị lệch màu, chuẩn nhất là xem bằng điện thoại iPhone. Đây, tiếp theo này. Đây, cánh hoa sen nở này. Ở những cái mẫu này thì chúng ta nhìn ở góc nào vào nó cũng như là một cái cảnh được chế tác kỹ nhé. Nhìn từ góc nào cũng vào cũng là một cái cảnh chế tác kỹ. Đây, sang mặt bên này thì được chế tác nhiều hoa sen hơn. Sang mặt này được chế tác nhiều hoa sen hơn. Đây, chúng ta nhìn vào cái cánh sen này, cái độ chuyển màu. Chúng ta nhìn vào cánh sen và cái độ chuyển màu. Nó rất là nhẹ nhàng và hài hòa. Nhẹ nhàng và hài hòa nhé. Trên cái nền sứ trắng mọng. Rồi, quay lại với cái phần đầu tiên.
Đây là trên vành miệng này. Vành miệng thì được chế tác hình ảnh quả đào, hoa sen và quả Phật thụ. Trong lòng thì phủ men nhé. Ở cái trong lòng nó trắng như thế này, khi mà chúng ta thả đá ngũ sắc vào bên trong và chúng ta cho nước vào thì nó nhìn như là những cái viên ngọc ở dưới. Đây là cảnh trên vành miệng này. Cảnh trên vành miệng. Bên trong là phủ men như thế này rồi. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.